nhiều khi như giá tiểu giờ hai bên nói chuyện như vậy, mà tại sao bên đây thì về lại nhắm mắt, mà tại sao nói thì bên đây người ta hiểu được, là cái chuyện tâm linh nó rất là khó giải thích. Bởi vì trong cái chuyện vô hình thì là biết với nhau đó. Và tại sao mà hai người nói chuyện, mà tại sao mà cái bằng căn người ta hiểu với nhau, người ta nói chuyện được, người ta giao tiếp được đó. Nhiều khi anh em mày nghĩ là nó là tiếng qua, là tiếng Trung, nhưng mà thật sự là tiếng này không phải tiếng qua, tiếng Trung. Nó chỉ có là một hai câu na ná thôi, tiếng qua tiếng Trung kia thôi, nhưng mà thật sự không phải là tiếng Trung hết. Nó thật sự ra là nó không phải là tiếng Trung à. Nó tại vì nó cũng giống như vậy, nhưng mà thật sự nó nói là tiếng ở trên à, chứ không phải là tiếng Trung. Có một số cái từ nó giống, có nhiều người ta sẽ hiểu, nếu người ta có học tiếng Trung người ta sẽ hiểu cũng rất là lạ. Còn bây giờ mà nói tiếng Trung thì ai cũng không biết đâu. Không, nếu mà một người Trung á, khi nghe mình nói á là chỉ nghĩa 10 câu, nhiều khi mình chọn cho có một câu, nhưng mà cái câu đó là cái danh từ của thế gian. Nhưng mà thật sự là cái danh từ đó không giống thế gian, danh từ đó của ở trên đó. Có nhiều khi nhiều anh em nói rồi, tại sao nói sao mà có một cái danh từ đó giống như là danh từ của tiếng Trung, nhưng mà thật sự là danh từ đó là có nói cho tí giao tiếp như vậy đi, chỉ có một câu vô và một hai ba chữ vậy đó. Đó thì cái người mình xem á thì nghĩ đó là tiếng Trung, nhưng mà thật sự là cái ý nghĩa nó khác. Tại vì tiếng là tiếng bề trên, mà những cái tiếng đó là không có học. Đúng rồi. Đó, ở đây là không học, tự động là căng về nói chuyện. Nhiều anh em nói ở đây học nói tiếng Trung này kia, thật sự không có học, không học ai hết. Ai đâu học tiếng Trung. Khó học, tiếng Trung khó học rất là khó. Đó, về giờ anh em này kia nhiều khi hồi nãy căng đây về, nhưng mà nói chuyện tại sao mà hai người giao tiếp với nhau được. Đó, mà nói là hai người hiểu được, nó lạ lạ là vậy đó. Nên thì nhiều khi anh em không biết thì cứ tìm hiểu thêm về tâm linh nha. Ở đây thì nói chung là chỉ muốn đi giúp bà con thôi, chia sẻ đến bà con để hiểu về tâm linh nhiều hơn. Cái này đã như là diễn kiến hay là trình lễ? Cái trình lễ, vừa trình lễ mà vừa diễn kiến luôn. Tại vì lâu quá, tại vì đó giờ là chưa có tới chỗ nào của thằng đó. Bây giờ thì cũng có dự định tới đây vừa trình lễ, vừa diễn kiến đó. Chứ không phải là gọi là dạ ở đây rồi làm như vậy. Có nhiều người ta không có hiểu, người ta cái từ diễn kiến, tức là mình từ sau mình lại mình diễn kiến, còn mình trình lễ là mình phải tới chỗ này phải trình thôi. Cái nãy thấy ông Tài cũng vui lắm, cũng nhìn chỉ lên cái thời kia cúp tượng đó ha, cúp tượng kia đó thời ổng kia thì về. Nói chung ở đây mình cũng thờ, cũng thấy nó đơn giản nhưng mà cũng đầy đủ. Thì ở đây cũng có cha có mẹ, cũng có Phật người kia, cũng có ông Tài đó. Thì đây thì nhật lên là về sát ông Tài, thì cũng gặp thành, cũng có thờ ông Tài kia. Thì về ông thấy ông cũng vui. Rồi mình hỏi rồi hồi nãy là nói cái tiếng ở bà trên nha, thì bây giờ nói chung là thành hiểu hết chứ không phải thành không hiểu. Có nhiều người người ta biết, nhiều người ta không biết. Có nhiều người nói ra nha, có nhiều người khi mà bằng tâm linh á mà về á nói ra nhưng không hiểu. Nhiều người hiểu ít, nhiều người hiểu nhiều, nên cái này thành cũng không có giải thích gì nhiều, nhưng mà để thành chia sẻ một chút về cái chuyện hồi nãy nói chuyện. Thì khi hồi nãy á là ông ta về thì thành có hỏi rồi, thấy ở chỗ này có được không, rồi thờ như vậy có được không, rồi có thờ như thờ ngài vậy đó, nó có thờ trên đó nó có được không đó. Rồi ông nói tất cả đều được cả chứ không phải là không có được. Nhà bên nhà cũng còn nhớ à đó. Nhưng mà tại vì mình hiểu, tại vì ông giờ ông nói ra nhưng mà mình vẫn hiểu, mình hiểu được cái gì thì mình sẽ nói ra, mình giải thích cho họ biết. Có nhiều cái nhiều khi thì nó tùy theo phần căn ha, giống như là tùy theo cái thể xác nữa. Đúng rồi. Tùy theo thể xác, khi mà cái phần căn mà về mượn cái xác đó thì có người nói ra tiếng đó lại họ không hiểu, và có người có thể hiểu ít và hiểu nhiều đó. Tại sao nói tiếng lạ đó, mà tại sao cái xác lại hiểu? Tại vì cái xác còn nhận thức, khi hòa hợp rồi họ cũng hiểu được, có thể là 20, 30, 40, 50, 60, 70 và lên cho nó 100%. Nó tùy theo cái phần căn và thể xác khi hòa hợp đó. Thì có nhiều người nói rồi, nói như vậy có hiểu được không?
thì thật sự là nói chung là nó tùy theo cái tẩy xác, tùy theo cái xác của mình đi trên con đường đi hành đạo như thế nào đó. Thì hồi nãy thì cũng có nói chuyện khi ông Tài về và cả có thằng cũng về, nhưng mà thằng cũng dịch một chút xíu để chút được trò chuyện hồi nãy, đã nghi hỏi rồi ngôi gia này coi như thế nào đó, rồi chỗ thờ như thế nào đó. Thì ông Tài hồi nãy lúc mà về á thì cũng có là dạy như anh em cũng thấy cái cử chỉ khi mà thằng hỏi thì cố chấp cái tay đúng không, đó là méo 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 rồi đó, là chứ nghĩa là điều là chứ nghĩa là cảm thấy là đồng ý, và cái chỗ này nói chung là ổng hài lòng đó. Hỏi cũng như nhìn cái cử chỉ, anh em để ý cái cử chỉ thôi, rồi anh em sẽ suy nghĩ ra khi mà mình hỏi một cái gì mà cái cử chỉ đó, hành động á, thì anh em sẽ hiểu được cũng như là 30% như đó. Tại vì khi mà nói tiếng đó thì anh em không hiểu, nhưng mà nhìn cái cử chỉ, cái cử chỉ của mỗi người về á, mình cái dòm như kiểu mình biết cái người đó muốn cái gì, à, làm cái gì. Nhiều khi có nhiều mình căng, anh em nói coi vậy rồi hay ông này ông về ông nói vậy rồi ông cái xác có hiểu gì không. Nói chung là tùy cho xác nha anh em đó, mỗi mỗi cái xác mỗi khác nhau, xác hiểu ít hiểu nhiều rồi có xác không biết đó. Thì nay thì tại ông Tài cũng về đây thì cũng trình lễ rồi, ở đây thì thật cái thờ cha mẹ đó. Chỉ gần anh em thấy là chỗ thờ thì thành nó đơn giản, nhưng mà thật sự thì nó cũng nhiều, nhưng mà đa số rồi phần này cũng lớn để cho thành thờ đó. Ngoài cũng có thờ ông Tài thì về ông gặp cũng vui, ở đây mình cũng ngồi sát của ông Tài thì đến thì cũng trình bày những cái ý kiến và tiếp xúc về căn của Nhật và căn của Thành cũng trao đổi một chút đó. Rồi thằng vui rồi căn thì về đi rồi đó. Giờ hai anh em mà trò chuyện lại và chia sẻ lại đến với anh em coi cái clip để anh em hiểu biết về cái tâm linh. Thật sự những cái tiếng đó là không ai học hết, tự động biết đó. Rồi tự động là hai bên giao tiếp với nhau nói chuyện đó. Tiếng này là nhiều khi anh em nói tiếng Nhật, tiếng Hoa, tiếng Tàu gì đó, nhưng mà thật sự nó là ná thôi chứ không phải đâu. Nó không giống tí nào hết. Nó không giống, nói chung là nó chỉ được là 1-2 thôi, nhiều khi không được 1-2 nữa, chứ được nó là 100% của cái tiếng thế gian này. Thấy nó nghe tiếng nó giống như tiếng Hoa, tiếng Đào vậy, nhưng mà thật sự không giống tiếng thế gian đâu. Nhưng mà cái tiếng ra bên cái phần của ngài với phần ông Tài là khác nhau chứ không có giống. Nó khác nhau nhưng mà hai cái phần của hai mấy người đó đó, mấy ngày đó hiểu nhau. Hiểu nhau. Họ muốn nói hai người họ muốn nói gì họ biết. Còn mình thì là người, nên nhiều khi ổng về thì ổng nói cái tiếng của ổng, ngài về của anh Thành nói tiếng của ngài, thì hai bên sẽ hiểu được cái ngôn ngữ. Rồi ngôn ngữ thì giống như trên ở trên vậy đó, ở trên với hai cái ngôn ngữ đó. Hai ngôn ngữ hồi nãy nó là hai ngôn ngữ khác nhau, chứ không nghĩa là bên Nhật nói tiếng khác, rồi bên Thành nói tiếng khác, nhưng mà vẫn hiểu với nhau. Đó, nhiều khi anh em nói ủa sao ông này nói tiếng khác, ông này nói tiếng khác. Cái đầu anh em nói là ô như vậy là dạng như là nói vậy là nó không đúng, nhưng mà thật sự cái ngôn ngữ của bên Nhật Thành cũng nói được, chẳng nói được, nhưng mà tại vì đã quen được cái ngôn ngữ bên đây rồi đó, nên nói cái ngôn ngữ bên đây cho nó dễ hơn. Đúng rồi đó. Còn bên kia thì nói bên kia, mà bên kia cũng chẳng hiểu được bên đây, mà bên kia vẫn nói được cái ngôn ngữ của Thành khi căn về, chẳng nói được luôn, nhưng mà quen rồi thì nó lợi khác. Cũng giống như bây giờ nó thí dụ nó đa, bây giờ giống như trong như thế này đi, mình là người Việt Nam, mình đi qua nước ngoài, mình phải qua bên nước ngoài, mình nói cái tiếng nước ngoài người ta mới hiểu đó. Nó phải là dưới cái tiếng người ta để cho người ta nói mình hiểu, người ta nói mình hiểu, mình nói người ta hiểu là vậy. Giống như cái người đó, cho tới bây giờ mình là người Việt, người đó là người Campuchia, thì người Campuchia đó người ta hiểu được tiếng Việt, thì người Việt này nói tiếng Việt, thì người này nói lại tiếng Campuchia, nhưng mà người này cũng vẫn hiểu được tiếng Campuchia vậy đó. Nói vậy đó cho nó dễ hiểu, nhiều khi anh em coi anh em không hiểu. Cái nghĩa là giả sử Thành là một người Việt, nhưng mà Thành nói tiếng được Campuchia, thì Nhật này là người Campuchia nhưng mà vẫn nói được tiếng Việt, nhưng mà Nhật dùng ngôn ngữ của người Campuchia, Thành dùng ngôn ngữ của người Việt, nói qua nói lại hai người hiểu, vẫn biết với nhau đó. Nó lại lạ là vậy, nhưng mà Nhật vẫn nói được cái tiếng Việt mình đó.
là nói chung là tâm linh này nói chung là nó khó cái giải thích lắm, thì có tâm linh mới hiểu được người tâm linh thôi, nhiều khi tâm linh có không hiểu được người tâm linh luôn nữa. Vậy đó khó lắm. Chung thì cũng như là anh Nhật cũng có duyên mới đến chỗ nằm thật sự, thì gian qua rất là lâu rồi anh Thành cũng không có tiếp ai chứ hả. Khán giả cũng đã thấy anh Thành không tiếp ai, thì hôm nay giống như là anh Nhật có duyên, anh Thành có cho đến để diễn kiến cái chỗ anh Thành giống như trình lễ đó. Thành cũng tại vì trước khi lại á thì người cũng hỏi ý kiến của Thành, thì Thành thấy đồng ý mình mới tới được à, thì lại đây thì Thành đồng ý mình mới tới thôi. Nếu mà vậy tự nhiên lại mình đi dọc đường ông Thành ơi, giờ tôi gần tới nhà qua lão là ví dụ như anh Thành nó nói tôi không có nhà phải qua chỗ khác thì không đó, mình phải hỏi trước cho mình có tới được hay không đó. Thì xưa mình cũng hỏi qua ý kiến của Thành tới đây thôi. Mà Nhật là lần đầu tiên đến chỗ của Thành, đến nhà của Thành, đây là lần đầu tiên. Mà anh em mình nói chung gặp nhau cũng năm mấy rồi. Đó, mà khi mà gặp một năm mấy mà chưa có điện thoại, chưa tiếp xúc gì hết. Nhưng mà mới đây thôi, cách nay cũng được đâu như là 10 ngày, mấy ngày vậy đó. Hồi bữa đó từ lúc đi núi đó, trước đó đi núi 2-3 ngày vậy đó là mới liên lạc đó. Đúng rồi, có tận rồi đó, có tận chút là mới liên lạc đây thôi. Nhưng mà thật sự lúc trước gặp là không có mà liên lạc số điện thoại gì hết, không biết gì hết. Là nói chung là gặp rồi mạnh ai nấy đi đó, không có liên lạc với nhau hết trơn, để mọi thứ tùy duyên đó. Thì mới đây mới liên lạc rồi anh em mày mới Nhật thì mới đến nhà Thành là lần đầu tiên. Thì về đây thì căn của Nhật về để trình lễ cha mẹ nha, chứ không phải là trình lễ Thành nha. Nhiều khi anh em không hiểu nói đến ngôi gia của Thành cái đầu trình lễ Thành không phải nha, tại vì chỗ của Thành thờ rồi cái thằng căn về trình lễ cái chỗ ngôi gia của Thành nha. Giải thích như vậy anh em không hiểu nữa, Thành còn bó tay luôn. Vậy gì cũng chúc anh em coi clip rồi giờ sức khỏe bình an.